นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะDạ, ok. Rồi như vậy là hôm bữa là mình đã xong được hết những cái lộ trình tâm rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua những cái phần ở phía sau. Ok, cái phần trước hết, tức là cái phần trước gì mình cũng nói rất là nhiều, là cũng một cái điểm quan trọng á, là cái phần về na cảnh. Okay. Bây giờ mình sẽ nói về cái phần về na cảnh ở trong nó. Dạ, nó gọi là cái phương thức của na cảnh. Thì rồi, cái phương thức na cảnh. Thì ở đây á, như mình biết, như mình học á, là sao na cảnh sanh lên á, là nó phải có ba cái điều kiện, đúng không ạ? Ba cái điều kiện đó phải là người dục giới, cảnh dục giới và động lực dục giới. Rồi cái đó là ba điều kiện phải có. Rồi trong cái trường hợp cảnh đó nó phải là cảnh cảnh rất lớn hoặc cảnh rất là rõ ràng, tùy thuộc vào hai trường hợp cái đó. Rồi mình nhưng bởi vì na cảnh đây á, là cái đó là nói chung, bây giờ mình nói cụ thể vào nữa thì na cảnh nó sanh lên thì như mình biết là có bao nhiêu tâm làm được chức năng na cảnh, là mình nhớ là có được 10 tâm để làm được chức năng na cảnh đúng không ạ? Tức là 8 đại quả và hai cái quan sát thọ, sorry, 11 tâm làm chức năng na cảnh, là 8 đại quả và ba cái quan sát. Trong ba cái quan sát nó có cái hai cái quan sát thọ xả và một cái quan sát thọ hỷ. Quan sát thọ hỷ là thuộc về về quả thiện đó. Thì 11 cái tâm nó có thể làm na cảnh. Thì cái điểm quan trọng mình cần phải nói á, là cái na, loại na cảnh nào sanh lên trong trường hợp nào, tức là loại thọ nào nó sanh lên trong trường hợp nào, phải không ạ? Cho nên ở đây mình nói là, cho nên cái điều đó nó có liên quan tới cái loại cảnh gì, đúng không ạ? Cảnh phải được là cảnh cảnh được khao khát, là cảnh không được khao khát, hoặc là cảnh mà trong cái phần mà cảnh được khao khát nó còn chia gì nhỏ rồi, là cảnh rất được khao khát, cảnh được khao khát một cái trung bình. Okay. Cho nên ở đây á, là mình nói cái điểm đầu tiên á, là có ba loại cảnh. Ba loại cảnh tức là không được khao khát, rồi được khao khát cách đơn thuần, và thêm một cái nữa là nó là rất được khao khát. Ok, rồi bây giờ cái chuyện là làm sao mà mình phân định được là cảnh đó là được khao khát và không được khao khát. Rồi nếu như được khao khát thì được khao khát đơn thuần hay là rất được khao khát. Thì ở trong kinh dĩ nhiên có cái sự tranh cãi nhiều lắm, cái có những cái ý kiến của những vị giáo thọ sư rất là nhiều ý kiến khác nhau, nhưng mà rốt cuộc lại á, thì tóm lược lại nó có hai cái nhận định cuối cùng mà được chấp nhận. Một cái thứ nhất á, là cái tính chất hoặc là cái đặc tính của cảnh nó là được khao khát hoặc không được khao khát, nó sẽ dựa vào cái nhận định của một người người trung bình, tức là nó sẽ tùy thuộc vào một người trung bình. Người trung bình này nghĩa là sao? Tức là người này không phải là thuộc hàng gọi là hàng cấp và rất là thượng lưu ở trong xã hội, là mình không có dùng cái ý kiến của người đó. Bởi vì đối với ý kiến của người đó có nhiều cái những cái cảnh nó rất là tốt, nhưng đối với người ta bởi vì người ta là hạng quá, rất là thượng lưu, mà người ta sử dụng những cái đồ gọi là cực siêu không thôi, cho nên những cái thật sự là tốt nhưng người ta vẫn cho là xấu, thì cái ý kiến đó mình không có lấy. Còn cũng những người mà ở bằng cùng xã hội á, thì có những cái vật nó rất là tệ, rất là xấu, nhưng đối với người ta nó vẫn là những vật tốt, thì cái ý kiến của người đó cũng không nên được lấy. Cho nên cái quan điểm mà cái quan một trong những quan điểm chấp nhận á, là để mà
quyết định hoặc là xem một một cái cảnh nào đó là được khao khát hay không được khao khát, thì dựa vào một cái người gọi là người ở trung bình, nó người ở giữa đó, cái người mà cũng không quá giàu không quá nghèo, người trung bình, thì cái ý kiến của người đó sẽ được chấp nhận. Và cái đó là nói chung, thì cái đó là một cái quan điểm. Quan điểm thứ hai á là nói là nó tùy thuộc vào tâm quả. Bởi vì như mình biết á, cái tâm quả đó, thì chẳng hạn như mình nói về chẳng hạn như mình nói về ngũ sông thức đi, thì ngũ sông thức nó có chia làm hai nhóm đúng không? Một nhóm là tất cả những tâm và là quả của nghiệp thiện, và những tâm là quả của nghiệp bất thiện. Thì như mình biết mà, những cái tâm mà của là quả của nghiệp thiện á, thì nó được sanh lên để nó tiếp nhận những cái cảnh được gọi là tốt, tức là những cái cảnh được cao khác. Còn những cái tâm mà là quả của những cái nghiệp bất thiện thì nó sẽ sanh lên để cho mình tiếp nhận, đón nhận những cái cảnh mà không được khao khát. Thì đó là theo định nghĩa của tâm là như vậy. Cho nên cái quan điểm của một vị trưởng lão đó, đó là nói là muốn mà biết được cảnh đó là khao khát hay không khao khát, chỉ có nước là phải dựa vào tâm quả mà thôi. Bởi vì sao? Nó rất là phức tạp khi mình không dựa vào tâm quả. Bởi vì sao? Trong kinh sách đưa ra rất nhiều những cái ý kiến, một cái ý kiến cho rằng á, là nó còn tùy rằng là một cảnh, nhưng mà nó còn tùy thuộc vào mùa. Ví dụ như bây giờ mình nói mà mình nói một cái cảnh xúc đi, ở trong cái mùa nóng á, thì mình đụng vào nước đá nó có thể là, hoặc là những cái gì lạnh á, nó có thể là cảnh đã được khao khát. Nhưng mà mình đụng vào cái mùa đông, mùa lạnh, mình đụng vào những cái vật lạnh thì nó sẽ là không được, không phải là cảnh khao khát, cho nên nó tùy thuộc vào mùa nữa. Cái thứ hai nữa là nó phải tùy thuộc vào môn nữa. Tức ví dụ như bây giờ mình nói cái này là theo cái quan điểm chung đó, ví dụ như là cái trái mà trái sầu riêng á, trái sầu riêng ăn có thể là rất là ngon, cho nên có khi mà cái cảnh đó mà nó đối với cái về thiệt môn á, thì nó là cảnh được khao khát, nhưng mà đối với cái là mũi tỷ môn á, thì nó lại là cảnh không được khao khát, vì cái mùi nó rất là hôi. Cho nên cũng tùy thuộc vào môn nữa, thì cái đó là một cái quan điểm nữa. Nhưng mà lại có vị như vị gọi là vị phụ sớ giải đó, ngài lại đưa ra một cái dẫn chứng nữa, tuy rằng là một môn nhưng mà đôi lúc nó lại là mình không thích nó, đôi lúc mình lại thích nó. Bây giờ chẳng hạn như người ta nói một cũng là một cái vật, ví dụ cái vật mình cầm một cái bây giờ mình nói sau cục vàng đi, thì có thể là khi mà mình chạm cái vàng đó tay vào tay mình á, một cách nhẹ nhàng á, thì tự nhiên mình có thể có cảm giác là tốt, thì lúc đó là được, có thể được xem cảnh đó là cảnh được khao khát. Nhưng mà giả sử một người ta cầm cục vàng, người ta liền, người ta quăng một người mình một cái, thì nó cũng là cảnh xúc, nó cũng là cảnh cái đó nó không khác gì hết, nhưng mà lúc đó nó sẽ trở thành là không được khao khát. Cho nên nó rất là phức tạp. Cho nên từ đó thì cái quan điểm cuối cùng nói là dĩ nhiên là chỉ còn có một cách là tùy thuộc vào tâm quả mà thôi. Tức là nếu như mà tâm quả là tâm quả thiện thì cảnh đó sẽ là cảnh được khao khát. Còn nếu mà tâm quả đó là tâm quả bất thiện thì cảnh đó sẽ là cảnh không được khao khát. Thì nói như vậy rồi cuối cùng lại đi ngược lại, người ta nói làm sao mình biết được cái tâm quả đó là bất thiện hay thiện. Thì cái chuyện đó là giống như người ta nói là nó thành cái vòng tròn, nó cứ đi vòng vòng, cái này do cái kia cũng lại do cái này lại. Thì đó là những cái quan điểm của những vị như vậy. Thì rốt cuộc cuối cùng lại á, thì có hai cái quan điểm chấp nhận, đó là nó tùy thuộc người trung bình, và cái quan điểm thứ hai là tùy thuộc tâm quả. Rồi, thì đó là nói về là cảnh. Bây giờ là bắt đầu, bởi vì mình đang nói về na cảnh đúng không ạ? Nên bây giờ mình mới đi qua cái điểm tiếp theo, là nếu như mà cảnh không được khao khát, cảnh không được khao khát thì na cảnh phải là quả bất thiện. Okay. Thì như mình biết quả bất thiện này á, thì trong 11 cái tâm mà có thể làm chức năng na cảnh nó, thì nó chỉ có một tâm, và đó là tâm quan sát quả bất thiện.
Rồi. Còn nếu như mà cảnh mà được khao khát một cách gọi là trung bình đó, đơn thuần đó, thì na cảnh nó sẽ là quả thiện thọ xả. Những quả thiện thọ xả tức là như mình biết nó sẽ là một cái tâm quan sát thọ xả quả thiện. Có thêm bốn tâm đại quả. Đại quả thọ xả. Ở trong trường hợp nếu cái cảnh mà rất được khao khát thì na cảnh của nó sẽ là quả thiện thọ hỷ. Tức là nó là một tâm quan sát thọ hỷ quả thiện, rồi bốn cái đại quả thọ hỷ. Đó, cho nên tùy theo cảnh thì cái na cảnh sanh lên nó phải phù hợp theo cái quy luật như vậy. Ok, cái đó là cái gì mình nói là về na cảnh. Thì một cái thứ hai, cái điểm này nó có liên quan một lần, mình nói một lần rồi, nó gọi là tưởng điên đảo. Tưởng điên đảo ở đây muốn nói là chỉ trừ trường hợp của một vị A-la-hán là thôi, còn tất cả những chúng sanh khác đều có cái tưởng điên đảo này. Chỉ có những vị A-la-hán kia mới mất đi, không còn cái tưởng điên đảo mà thôi, trừ tận diệt hoàn toàn cái tưởng điên đảo. Thì như khi mà nó tưởng điên đảo thì mình chia nó rất là nhiều trường hợp, rất nhiều trường hợp, chia rất là nhiều, nhưng nó phải chín loại luôn thì phải. Thì chỉ có trong trường hợp của vị A-la-hán kia ngài mới toàn đoạn diệt toàn hoàn toàn cái tưởng điên đảo này. Vì cái tưởng điên đảo này nó có quan trọng ở cái chỗ là nó sẽ có liên quan với gì mình nói, nó liên quan với cái điểm thứ nhất đó là theo cái quy luật của tâm thức đó, là sau cái động lực dục giới duy tác thọ hỷ, thì bởi vì khi mình nói về động lực dục giới duy tác thọ hỷ như mình biết, nó sẽ có năm tâm đó, tức là một tâm tiếu sinh và bốn cái đại di tác thọ hỷ. Tuy nhiên những tâm này nó chỉ sanh lên từ những vị A-la-hán mà thôi. Thì sau những cái động lực này, bởi vì hiện tại mình đang học về lộ tâm mà mình biết là sau cái động lực á, thì sẽ có những tâm khác sanh lên nữa. Thì sau cái động lực này á, thì cái na cảnh nó phải là na cảnh thọ hỷ. Sau cái động lực thọ hỷ, sau cái động lực duy tác thọ hỷ thì na cảnh bắt buộc phải là thọ hỷ. Thì na cảnh bất như mình thấy ở trên, nó na cảnh thọ hỷ nó phải là một trong năm tâm đó, tức là năm một cái quan sát thọ hỷ quả thiện và bốn cái đại quả thọ hỷ. Ok, rồi. Có cái điểm cần nói ở đây, nhưng mà để mình qua cái điểm thứ hai xong rồi mình nói quay ngược cái điểm thứ nhất và nói điểm thứ hai á, là cái quy luật nữa là sau động lực dục giới duy tác thọ xả, thì như mình biết nó sẽ là một trong bốn tâm đại duy tác thọ xả, thì na cảnh sẽ là thọ xả. Na cảnh thọ xả tức là nó sẽ là hai tâm quan sát thọ xả cộng với bốn đại quả thọ xả. Okay. Rồi thì bây giờ mình nhìn vào hai cái này, mình đọc hai cái này, mình ngẫm lại một chút xíu đó, thì mình sẽ thấy là khi mà cái đối tượng dục giới là rất được khao khát đây, ở trên này
Nếu cái đối tượng đó là rất được khao khát, cái quy luật ở trên này nó nói là na cảnh phải là quả thiện thọ hỷ. Thì bây giờ mình thấy dưới này á, đối với cái này là mình đang nói vị A-la-hán nha. Ở vị A-la-hán thì sau cái động lực dục giới duy tác thọ hỷ, nó phải là na cảnh thọ hỷ. Sau cái động lực dục giới duy tác thọ xả, na cảnh nó phải là na cảnh thọ xả. Như vậy từ đó mình mới suy ra rằng nếu như một vị A-la-hán mà nhìn thấy được cái cảnh rất được khao khát thì sao? Thì động lực của ngài phải là động lực thọ hỷ. Đúng không? Bởi vì khi mình ở trên đã nói là động lực thọ hỷ thì na cảnh bắt buộc phải là quan sát thọ hỷ. Cho nên mình biết cái này phải sanh lên. Nhưng vì cái này sanh lên đó, tức là lúc đó là ngài cái na cảnh trong lộ tâm của vị A-la-hán đó là cái na cảnh thọ hỷ. Thì cho nên nó không thể động lực, không thể là động lực duy tác thọ xả được. Bởi vì nếu động lực duy tác thọ xả dưới núi này nói là na cảnh nó phải thọ xả. Nhưng mà na cảnh ở đây nó đang là thọ hỷ, cho nên bắt buộc cái động lực của ngài phải là động lực duy tác thọ hỷ. Từ đó mình mới thấy được á, là đối với vị A-la-hán á, thì giống như những cái dòng tư tưởng của ngài sanh lên, nó giống như dòng tư tưởng rất là nghiêm chỉnh rồi, nó không có thay đổi, rất không có thay đổi nhiều. Bởi vì những cái người mà không phải là A-la-hán á, thì người ta thay đổi là cái đó là do tưởng điên đảo. Bởi vì ngài không còn tưởng điên đảo nữa, cho nên những cái dòng suy nghĩ của ngài sanh lên một cách rất là nghiêm chỉnh. Mình hiểu là như vậy. Cho nên cái điều này nó liên quan tưởng điên đảo là như vậy. Thì cái này là cái quan điểm chung. Nhưng mà theo ngài Lady Sayado, ngài nói á, là tuy rằng là nói như vậy, nhưng mà nếu những vị A-la-hán mà có tắc ý thì ngài có thể thay đổi cái thọ đó nếu như ngài muốn. Bởi vì nếu như thật sự mà ngài không muốn á, thì đây là những cái chuyện xảy ra theo quy luật. Nhưng mà nếu như ngài muốn thì tuy rằng cái cảnh đó là rất được khao khát, nhưng mà ngài vẫn có thể làm cho những cái động lực thọ xả sanh lên. Cái đó là theo ước muốn của ngài. Còn nếu ngài không muốn điều đó, ngài chỉ quan sát nó một cách bình thường, ngài không có ước muốn nhiều, thì tự động là khi mà ngài thấy những cái cảnh rất được khao khát thì những động lực dục giới duy tác thọ hỷ sẽ sanh lên. Cái đó là theo cái quy luật tự nhiên, bởi vì ngài không còn cái tưởng điên đảo nữa. Đó là cái điểm mình chú ý như vậy. Rồi bây giờ cái điểm tiếp theo nữa là đối với tám tâm tham và hai tâm si, thì theo sau những cái tâm này á, thì một trong 11 tâm na cảnh có thể sanh lên. Bất kỳ tâm nào sanh lên tùy theo cái cảnh. Nhưng sau cái 8 tâm tham và 2 tâm si thì bất kỳ một trong 11 tâm na cảnh đều có thể sanh lên, nó tùy theo trường hợp. Trong trường hợp là 8 tâm đại thiện thì cũng như vậy, một trong 11 tâm na cảnh có thể sanh lên. Nhưng mà đối với hai tâm sân thì như mình biết á, hồi trước mình cũng nhắc rồi đó, tâm sân á, là nó là thọ ưu, theo sau thọ ưu không thể là thọ hỷ được, mình chỉ có thể là thọ xả mà thôi. Chính vì điều đó đó cho nên nếu như mà tâm na cảnh sân lên, nó phải là một trong 6 mà thôi, 6 na cảnh thọ xả. Còn nếu như mà nó không ở gì ở đây mà nó thêm, nếu như mà không có na cảnh á, thì cái tâm hữu phần nó phải là tâm hữu phần thọ xả. Còn nếu người đó mà đi tục sinh mà không mà bằng tâm hữu phần thọ hỷ thì bắt buộc hữu phần khách phải sanh lên. Cái đó mình nhớ lại, nhắc lại như vậy. Rồi cái tiếp theo nữa là rồi cái điểm này nhưng có nói một lần rồi phải, là bởi vì nó có liên quan tới một câu hỏi. Cái này là đối cái này có nhiều hạng người, có một hạng người là người ta rất là quen thuộc với cái chuyện là để cho những động lực bất thiện sanh lên, thì bởi vì người ta cái đó thành một cái thói quen rồi, cho nên cái động lực bất thiện sanh lên rất là nhiều. Mà cứ bởi vì cái động lực bất thiện sanh lên rất là nhiều đó, cho nên cái tâm na cảnh theo sau nó thường là những tâm na cảnh vô nhân.
Chính vì cái điều đó cho nên thậm chí khi mà những động lực thiện người ta sanh lên nữa thì những cái tâm na cảnh thì người ta vẫn là những cái tâm na cảnh vô nhân, bởi vì cái đó là theo cái thói quen của người ta, thói quen của dòng tâm thức là như vậy. Cũng tương tự như vậy với một người mà người ta đã quen thuộc để cho những cái động lực thiện sanh lên rồi á, thì bởi vì vì cái chuyện đó nó xảy ra rất là thường hằng rồi đó, cho nên theo sau những cái động lực thiện đó, tâm na cảnh, từ từ tâm na cảnh hợp trí có thể đi cùng theo đó. Thì bởi vì nhưng mà vì cái này nó thành thói quen rồi, cho nên tuy rằng đối với những người đó, tuy rằng trong trường hợp mà những động lực bất thiện sanh lên thì những cái tâm na cảnh theo sau nó cũng vẫn là những tâm na cảnh hợp trí. Thì cái đó là cái điểm mình cần lưu ý như vậy. Cái đó là do cái thói quen của người đó. Rồi, như vậy là những cái điểm mà nó có liên quan tới về na cảnh. Dạ, mọi người mình có hỏi gì không ạ? Nếu không á, thì mình sẽ đi qua về cái phần, bây giờ mình nói về cái phần động lực. Động lực mà thường thường ở đây mình bàn về những cái động lực ở trong những cái lỗ tâm kiên cố, trong những cái lỗ tâm kiên cố, bởi vì thật sự như mình biết, như mình học rồi tất cả những cái lỗ tâm rồi đó, mình thấy những cái lỗ tâm kiên cố là nó có xảy ra cái trường hợp mà những cái động lực nó không cùng một loại, đúng không ạ? Những cái độ là lỗ tâm kiên cố thì thường thường những cái động lực phía trước nó sẽ có từ ba hoặc là bốn cái động lực là thuộc về động lực dục giới, còn cái động lực phía sau đó nó sẽ là những cái động lực kiên cố, vì nó có cái sự khác nhau như vậy đó, cho nên nó cũng có những cái quy luật của nó mình cần phải biết. Rồi cái điểm đầu tiên của nó như mình biết rồi đó, cái điểm này cũng nhắc nhiều đó, là theo sau động lực thiện dục giới họ hỷ, thì động lực kiên cố phải là thọ hỷ. À, cũng tương tự như vậy, tức là theo sau động lực thiện dục giới họ xả, thì động lực kiên cố phải là thọ xả. Thì những cái trường hợp này mình học rồi đó, tức là chẳng hạn những cái lỗ mà gọi là lỗ đắc thiền, lấy ví dụ như cái lỗ đắc thiền đi, thì trong cái lỗ đắc thiền mà nếu như người đó mà đắc sơ thiền thì như mình biết cái sơ thiền đó là thọ hỷ, thì những cái động lực như là chuẩn bị cận hành cùng thứ và chuyển tập, những cái đó nó cũng phải là thọ hỷ. Còn nếu như trong cái trường hợp mà nếu như người đó đắc ngũ thiền á, nếu biết ngũ thiền là thọ xả, thì những cái động lực chuẩn bị cận hành tuần thứ và chuyển tập, tức là những cái động lực thuộc về dục giới đó, những cái động lực nó cũng phải là thọ xả. Thì đó là cái quy luật thứ nhất. Rồi, cái đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là theo sau động lực thiện dục giới à, thì sẽ có những loại động lực nào có thể sinh lên, thì động lực kiên cố sinh lên phải là trường hợp sau, tức là phải là động lực thiện, nó phải là thiện, nó không thể là duy tác được, hoặc là ba quả bậc thấp. Ba quả ở đây tức là ba tâm quả, tâm quả là tâm siêu thế, đấy. Bây giờ nói những cái này mình ôn sơ là nó sẽ xảy ra trong trong những trường hợp nào, thì mới sau cái động lực thiện dục giới á, thì động lực thiện này là chỉ cho cái gì? Động lực thiện này là đang nói động lực kiên cố nè, cái này là đang nói động lực kiên cố nè, tức là nó như là những tâm thiền có thể sanh lên, hoặc là tâm đạo cũng được gọi là thiện nha, đó là động lực thiện là có thể sanh lên, đó là trong trường hợp như là trường hợp mà đắc thiền hoặc là nhập thiền hoặc là lộ tâm đắc đạo. Còn trong cái trường hợp mà nếu mà lộ nhập
tiền quả đó, thì em biết những lỗ nhập tiền quả tức là sau những cái động lực mà chuẩn bị cận hành thuận thứ và vũ tịnh đó, thì sau đó sẽ là những tâm quả sanh lên, mà chỉ là ba loại quả thấp thôi, tức là sơ quả, nhị quả và tam quả mà thôi, bởi vì đây là những động lực chuyển. Đó là cái quy luật thứ nhất. Rồi cái thứ hai là theo sau động lực duy tác dục giới. Thì động lực kiên cố sanh lên phải là động lực duy tác hoặc là tâm A-la-hán quả. Để nhớ, tức là khi mà những cái động lực trực giới là động lực duy tác, thì những cái động lực duy tác chỉ có thể xảy ra cho những vị A-la-hán mà thôi, đúng không ạ? Thì ở đây trong nói trong cái trường hợp mà vị A-la-hán đó tu thiền, đắc thiền hoặc là nhập tổ thiền, thì những cái động lực thiền đó nó sẽ là những động lực duy tác. Còn nếu như trong trường hợp mà vị đó nhập vào thiền quả, thì sau những cái động lực duy tác dục giới đó, nó sẽ là những tâm quả là hán. Ở trên này, ở cái điểm trên này mình phải nhớ nha, đối với cái lộ và lộ đắc đạo a la hán mình học đó, cái lộ đắc đạo a la hán thì trước khi cái tâm đạo nó sanh lên, những cái động lực đó nó vẫn là những động lực thiện, bởi vì lúc đó vị đó chưa phải là a la hán, vì đó chỉ là vị A-la-hán. Vì A-la-hán vì đó mới có được cái lộ đắc đạo A-la-hán đó, thì trước đó những cái động lực chuẩn bị cận hành tuần thứ và vũ tịnh đó, những cái tâm động lực đó nó vẫn là những cái động lực dục giới, rồi sau đó cái tâm A-la-hán đạo nó mới sanh lên. Đấy, chính là cái lý do tại sao mà chỗ này nó là động lực thiện là như vậy, tức là A-la-hán đạo nó nằm trong cái trường hợp này. Còn dưới này thì khi đó vị đó đã trở thành A-la-hán rồi, cho nên không còn cái lộ đắc đạo nữa, mà chỉ là những cái động lực duy tác là nói về trường hợp của thiền hoặc là nhập thiền. Còn trong cái trường hợp mà nhập vào thiền quả đó, thì tâm A-la-hán quả nó sẽ sanh lên. Đó là cái điểm mình cần phải nhớ. Rồi, cái đó là cái điểm thứ hai. Bây giờ cái điểm thứ ba là theo sau động lực thiện dục giới. Hỷ cái này bây giờ mình nói nó tổng quát, nó cụ thể hơn nữa đó, nó đi sâu rồi đó. Thì có 32 động lực kiên cố có thể sanh lên. 32 động lực kiên cố đó là những động lực nào? Thì đó sẽ là 4 thiện sắc giới họ hỷ, 16 đạo họ hỷ và 12 quả thấp họ hỷ. Theo sau những cái động lực thiện dục giới thọ hỷ á, thì nó sẽ có những cái động lực kiên cố này có thể đi theo sau. Thì ở đây chẳng qua muốn nói cụ thể là cho mọi người nhớ, nó cũng tương tự ở trên này thôi, nhưng mà mình nói rõ ra như vậy. Ok, rồi cái tiếp theo á, là theo sau động lực thiện dục giới thọ xả, thì nó sẽ có 12 cái động lực kiên cố có thể sanh lên. Nó là những cái động lực nào? Nó sẽ là một cái thiện sắc giới thọ xả, 4 cái thiện vô sắc, 4 cái đạo thọ thọ xả và 3 cái quả
họ xã. Nói như vậy chắc mọi người mình hiểu rồi, không cần phải nói rõ về bốn đạo. Cái này là bởi vì sao, mình thấy là trong trường hợp mình lấy mình chia ra là như thế này 20 tâm đạo và 20 tâm quả này này. Thì như mình thấy trên này 10 10 mình khi mình nói mà 10 16 cái đạo thọ hỷ là mình đang nói tới 16 cái này này. Thì những cái này bởi vì nó thọ hỷ đó cho nên nó sẽ sanh lên sau những cái tâm thiện, dục giới thọ hỷ. Đó. Còn bây giờ khi mà mình chuyển qua mình nói thọ xả thì nó là bốn cái sắc giới thọ xả. Ở đây mình đang nói tới bốn cái đạo thọ xả, là nói tới bốn cái này. Okay. Còn bởi vì cái này á, là nó đang là mình đang nói tới cái động lực thiện dục giới thọ xả đó. Cho nên bởi vì thiện cho nên theo sau nó chỉ có thể là những quả bậc thấp và thôi, không có thể là quả la hán được. Cho nên nó mới là ba cái quả thọ xả, ba cái quả thấp thọ xả là ba cái này. Đó, nếu như mọi người mà khi mà ôn lại nhìn vào trong đó, mình nhìn vào cái bảng này á, thì nó sẽ rõ hơn. Ok, rồi. Rồi cái tiếp theo, vì mình đang nói mình bây giờ mình chỉ mới bàn tới cái động lực thiện, tới bây giờ mình bàn qua theo tới cái động lực duy tác. Thì theo sau động lực duy tác dục giới thọ hỷ thì nó sẽ có 8 động lực kiên cố có thể sanh lên. 8 động lực đó là cái gì? Thì nó sẽ là 4 duy tác sắc giới thọ hỷ và 4 cái quả là hán thọ hỷ. Đó là đối với trường hợp là động sau sau động lực di tác của giới thọ hỷ. Còn theo sau động lực di tác dục giới thọ xả thì sẽ có 6 động lực kiên cố có thể sanh lên. 6 động lực đó là một cái duy tác sắc giới thọ xả, 4 cái duy tác sắc giới và một cái quả là án xả. Ok, thì đó là nói cụ thể ra cho hai cái điểm ở trên này đó, rồi nó sẽ có là 4 trường hợp này là như vậy. Rồi cái này là chẳng qua để ôn lại cho mọi người mình có những cái tổng quát chung. Rồi cái đó là về cái quy luật nó là như vậy. Rồi bây giờ mình nói một phần, mình quay qua cái phần khác về động lực nữa. Tức là bây giờ mình sẽ nói trong cái trường hợp nào động lực sanh lên 7 lần, trường hợp nào sanh lên 6 lần, 5 lần, 4 lần, 3 lần, 2 lần và 1 lần. Thì cái thứ nhất, bây giờ cái thông thường nhất á, là động lực sẽ sanh lên 7 lần. Động lực sanh lên 7 lần là khi là những động lực dục giới thông thường, chẳng hạn như mình học ở trong những cái lỗ như lỗ ngũ môn, lỗ ý môn thông thường, nó thường thường là những cái động lực nó sanh lên 7 lần trong những cái trường hợp đó, là khi mà động lực dục giới thông thường đó, cái lộ thông thường như vậy. Còn động lực sanh lên 6 lần là trong 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 kinh sách có nói là nó xảy ra trong cái trường hợp mà cảnh
quá là yếu đi, thì khi cảnh quá là yếu thì động lực có thể sanh lên 6 lần, thông thường là 7 lần, nhưng mà khi cảnh quá yếu thì nó có thể là có cái trường hợp là chỉ sanh lên có 6 lần mà thôi. Đó là trong kinh nói như vậy. Khi cảnh quá yếu và là những động lực. Thực giới thông thường. Đó là trường hợp nó sanh lên 6 lần. Rồi mình qua cái trường hợp mà động lực sanh lên 5 lần. Trường hợp động lực sanh lên 5 lần á, thì nó có xảy ra trong cái trường hợp thứ nhất là như mình biết cái lộ cận tử, cái đó là mình quá quen thuộc rồi, đúng không? Lộ cận tử. Trong cái lộ cận tử thì nó sanh lên 5 lần. Đấy, tức là những lộ cận tử thông thường á. Hoặc cái lúc tiếp theo nữa là cái lúc ngất xỉu á. Nó cái lúc ngất xỉu thì động lực có thể sanh lên 5 lần, hoặc là đối với những người mà khi say nó cũng có thể là sanh lên 5 lần, hoặc là ngủ mê thì nó có thể sanh lên 5 lần. Bởi vì trong cái lúc mà say và ngủ mê là do cái thân xác vật lý nó yếu đó. Thì khi mà thân xác vật lý nó yếu đi thì những cái tâm nó sanh, nó nương vào những cái vật đó, nó những cái vật nó yếu đi đó, cho nên nó cũng chỉ có thể sanh lên 5 lần mà thôi. Thì đó là cái lý do. Cái đó là một trường hợp. Cái trường hợp thứ hai là động lực nó cũng sanh lên 5 lần trong cái trường hợp mà những cái vị mà thánh thinh văn á, những vị mà có trí tuệ cao đó, chẳng hạn như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên đó, có những cái trường hợp mà khi ngài nhập vào thiền mà ngài quán danh sắc rất là nhanh á, lúc đó đó thì những cái động lực nó cũng sanh lên chỉ có 5 lần. Okay. Đó là quán tưởng, mình có thể gọi là quán tưởng danh sắc tùy trường hợp. Ví dụ có thể là vị đó nhập vào thiền xuất ra, vị đó quán cái chi thiền thì lúc đó cũng là đang quán danh sắc. Dạ, dạ thưa thầy, cho trò hỏi à. Yeah. À, cái trong cái trường hợp sanh lên 5 lần này là thầy ở đây có là khi say hoặc ngủ mê. Vậy cái lúc mà người ta bị coma, người ta bị chích thuốc à, như vậy là chắc phải 5 lần hả thầy? Dạ, yeah, cũng có thể nó sẽ thuộc vào trường hợp đó. Lúc đó có thể là do nó cái dòng tâm thức nó yếu, những cái có thể là những cái sắc nó sắc pháp nó yếu đó, những cái sắc mà để nó nương và có thể nó yếu. Dạ, yeah. Trường hợp nó cũng có thể. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, 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 cảm ơn thầy. Dạ. Yeah. Rồi, như vậy là 5 lần là như vậy. Okay. Mình qua thêm cái trường hợp là bây giờ 4 lần. Động lực sanh lên 4 lần á, thì như mình biết, như mình học rồi đó, là có nhắc nhiều lần, là trong cái trường hợp của Đức Phật đó, khi mà ngài thể hiện xong công lực, ngài trong đời của Đức Phật Thích Ca của mình có 3 lần mà ngài thể hiện xong công lực. Một lần á, mà khi ngài mới vừa đúng rồi, sau khi mà ngài mới vừa thành Phật xong, mà lúc ngài vẫn đang còn ở trong 7 tuần lễ đầu tiên đó, tức là cái lúc mà ngài đang trải qua 49 ngày ở xung quanh cái cây bồ đề đó, thì có một cái tuần mà ngài chỉ ngồi yên, ngồi một chỗ đó, thì có những vị chư thiên, là lúc đó những vị chư thiên mới nghi ngờ, không biết là cái vị Bồ Tát này là đã thành Phật chưa đó.
lúc đó Ngài biết được là có những vị chư tiên suy nghĩ như vậy, cho nên Ngài mới thể hiện ra thông song thông lực để Ngài chỉ cho những vị chư tiên đó biết là Ngài đã trở thành Phật. Đó là cái lần đầu tiên. Cái lần thứ hai là khi mà Ngài đi về quê đó, tức là Ngài được vua Tịnh Phạn mà gửi tất cả những vị nhắn tin, những cái vị đưa tin lên mà để thỉnh ngời mời Ngài về đó. Thì sau như đâu sau 10 lần hay 9 lần ta. Thì đại khái cái lần cuối cùng á là Đức Phật mới chấp nhận lời thỉnh á, là Ngài đi về để mà Ngài thăm thân quê đó. Thì khi mà về, bởi vì cái dòng Thích Ca là cái dòng rất là kiêu mạn đó, cho nên người ta mới đưa tất cả những cái người thấp, người nhỏ lên ngồi phía trên, còn những người mà lớn tuổi hơn Ngài đều ngồi dưới để người ta tránh, người ta không muốn đảnh lễ Ngài đó. Thì đại khái cái lần đó, đó thì Ngài về đó thì Ngài mới tế độ quyến thuộc của Ngài đó, thì Ngài mới thể hiện cái song công lực luôn đó, để Ngài tế độ quyến thuộc của Ngài đó. Đó là lần thứ hai. Còn cái lần thứ ba là sau khi mà Ngài thuyết thuyết cái tạng vi diệu pháp ở trên cõi trời đạo lợi đó, thì sau 3 tháng hạ Ngài nhập hạ cho đến Ngài thuyết cái tạng vi diệu pháp, sau Ngài đi xuống, sau 3 tháng hạ Ngài đi xuống lúc sau khi xuống xong rồi Ngài mới thể hiện cái song công lực này ra luôn đó. Thì đó là ba lần Ngài thể hiện song công lực. Thì trong cái trường hợp mà Ngài thể hiện song công lực đó thì bởi vì tức là Ngài phải nhập vào thiền, xuất thiền để thể hiện thần thông đó, thì cái nhập vào thiền là Ngài xuất ra là ngày quán lại các tầng thiền của Ngài, cứ tiếp tục làm như vậy. Thì trong cái quá trình quán đó thì trong kinh nói là lúc đó là những cái lỗ tâm mà phản kháng nó sanh lên đó. Thì lúc đó trong đó động lực nó sẽ sanh lên có 4 lần thôi. Đó là trong trường hợp 4 lần. Rồi, đó thì cũng nói thêm cái trường hợp cái hiện song thông lực, chắc mọi người cũng biết rồi đó. Tức là song thông lực, tức là khi mình nhìn vậy là mình thấy giống như là từ trong thân thể của Đức Phật mà nó phóng ra cả nước và lửa. Tức là ví dụ Ngài nói là Ngài phóng lửa từ bên trái phóng ra lửa, rồi bên phải là phóng ra nước, hoặc cái phần trên, thân trên của Đức Phật là phóng ra lửa, phần dưới phóng ra nước, hoặc là nó con mắt bên trái phóng ra lửa, mắt trái, mắt phải phóng ra nước, hoặc là một cái chân lông, lỗ chân lông này phóng ra lửa, lỗ chân lông này phóng ra nước. Thì khi mà mình nhìn rồi mình tưởng tượng giống như là nó xảy ra cùng một lúc, nhưng mà mình nói không phải là như vậy, mà chỉ như mình học mình biết rồi đó, tâm không thể nào bắt hai cảnh cùng một lúc được. Thì nó xảy ra nhanh như vậy, đến mức độ như vậy, bởi vì giống như Đức Phật ngài cái nhập vào tầng thiền, ngài xuất ra là ngài thể hiện thần thông, thì lúc đó ngài bắt cái đề mục lửa làm cảnh. Sau đó thì mình phóng ra lửa xong là Ngài nhập vào lại cái đề mục, một cái tầng tiền khác, bắt đề mục nước làm cảnh. Ngài cứ liên tục thay đổi như vậy, mà bởi vì nó xảy ra quá nhanh đến mức độ như vậy, cho nên mình mới, người bình thường người ta nhìn và thấy, người thấy giống như là Đức Phật Ngài làm cái chuyện đó cùng một lúc, nhưng thật sự là không có phải là cùng một lúc, mà nó chỉ diễn ra rất là nhanh. Vậy thì như vậy. Rồi, cái đó là trường hợp có động lực sanh lên 4 lần. Rồi còn thêm một cái trường hợp và nó sanh lên 4 lần nữa là như mình học rồi đó, trong những cái lộ như mà lộ đắc thiền, hoặc là lộ nhập thiền, hoặc là lộ đắc đạo, cũng như là lộ mà nhập thiền quả, hoặc là thậm chí những cái lộ như là lộ nhập thiền thiền diệt, những cái lộ đó. Thì trong những cái lộ đó nó có, khi mà động lực sanh lên là nó có 2 giai đoạn, đúng không ạ? Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn thuộc về dục giới, tức là những động lực dục giới, rồi cái động lực phía sau nó sẽ là động lực đáo đại và động lực siêu thế. Thì đối với cái động lực, cái phần về động lực dục giới á, thì nếu như đối với những vị độ căn thì như mình biết nó sẽ có 4 cái sắc na dục giới sanh lên. Thì trong trường hợp đó, người ta vẫn xét trường hợp đó là những động lực sanh lên 4 lần. 4 lần là đối với những động lực dục giới. Cho nên ở đây nó cũng có cái trường hợp là động lực dục giới sanh lên 4 lần trong những lộ kiên cố cho vị độ căn. Trong trường hợp đó nó cũng được xem là những động lực dục giới đó chỉ sanh lên có 4 lần.
Rồi mình có cái trường hợp thứ hai là động lực sanh lên 3 lần. Động lực sanh lên 3 lần. Rồi, thì công thức thì mình tiếp tục như trên, thì đối với những vị mà lợi căn á, thì như mình biết là không có sắc na chuẩn bị nữa, cho nên trong trường hợp đó thì những động lực dục giới được sanh lên 3 lần mà thôi. Rồi. Đấy, đó là cái trường hợp thứ nhất. Mà nó cụ thể cho nên mình biết cái tên là nó có liên quan tới cái lộ gọi là lộ tắc thiền, đúng không ạ? Rồi lộ lộ nhập thiền, nhập thiền chỉ đó, rồi lộ cũng như lộ đắc đạo, lộ nhập thiền quả, rồi thậm chí dĩ nhiên trường hợp này nó cũng xảy ra cho những vị tầm nhân hoặc là các thánh hữu học, thậm chí như vị a la hán cũng vậy, thì trong cái trường hợp nó cũng xảy ra như vậy. Rồi cái đó là trường hợp mà động lực sanh lên 3 lần. Rồi bây giờ mình nói cái trường hợp động lực sanh lên 2 lần. Đấy, trường hợp sanh lên 2 lần á thì như mình biết trong cái lộ đắc đạo, đúng không? Lộ đắc đạo á là nếu như mà đối với trường hợp của cái vị mà độ căn. Ok, ở trên mình còn thiếu một điểm nữa. Giờ bây giờ mình quay ngược lại cái động lực sanh lên 3 lần. Cái động lực sanh lên 3 lần là cái trường hợp mà động lực quả, tức là siêu thế, sanh lên trong lộ đắc đạo của vị lợi căn. Đấy, bởi vì như mình nhớ lại đối với cái lộ đắc đạo đó, cái lộ đắc đạo nếu đối với cái vị lợi căn là ba động lực đầu tiên là ba động lực dục giới là cận hành, thuận thứ và chuyển tộc hoặc là vũ tịnh. Sau đó cái động lực cái sắc na thứ tư sẽ là sắc na đạo, đúng không ạ? Cho nên mình sẽ còn lại ba sắc na phía sau nữa, ba sắc na đó sẽ là ba sắc na quả. Thì đó trong trường hợp đó là cái sắc na quả nó sẽ sanh lên 3 lần là đối với cái trường hợp này. Rồi. Và bây giờ mình qua cái trường hợp lại đi, bây giờ quay lại cái trường hợp động lực sanh lên 2 lần. Động lực sanh lên 2 lần á thì nó sẽ là trong cái trường hợp của động lực quả sanh lên cho cái vị độ căn. Đấy. Vì đối với cái vị độn căn như mình biết đó là bốn cái động lực đầu tiên á là bốn cái động lực dục giới, tức là nó là chuẩn bị cận hành tuần thứ chuyển tộc hoặc là biểu tình. Rồi cái động cái sắc na thứ năm nó sẽ là sắc na đạo, cho nên nó chỉ còn là cả hai sắc na thôi, thì hai sắc na đó sẽ là hai sắc na quả. Thì đó cái sắc na quả đó nó cái tâm động lực quả đó nó chỉ sanh lên có hai lần là trong trường hợp đó. Cái đó là một trường hợp. Trường hợp thứ hai là nếu như mọi người mình nhớ là trong cái trường hợp trong cái lộ mà gọi là lộ nhập thiền diệt, trong cái lộ nhập thiền diệt thì bởi vì mình nói như mình học khi mình học về lộ thiền diệt thì cái tiến trình của nó diễn ra nó rất là phức tạp, tức là nhập vào sơ thiền, xuất ra sơ thiền, quán lên các chi thiền của sơ thiền vân vân đó. Nhưng nói là thật sự cái lộ nhập thiền diệt là nó chỉ cái lộ cuối cùng, tức là cái lộ mà sau những cái động lực dục giới nó sẽ có hai cái sắc na phi tưởng phi tưởng, đúng không? Nó có thể là hai cái sắc na dục duy tác và hai sắc na tiện, nó tùy theo
nếu vị đó mà là vị tam quả thì hai cái sắc na đó nó sẽ là hai cái sắc na thiện, tâm thiện về phi tưởng, phi tưởng thiện. Còn nếu như vị đó mà là vị a la hán thì hai cái sắc na đó nó sẽ là cái tâm phi tưởng, phi tưởng duy tác. Thì đó, đó nó chỉ sanh lên có hai lần đó. Mình nhớ thì trong cái trường hợp đó đó thì động lực đó nó cũng sanh lên hai lần, tức là trong lộ gặp tiền trường diệt. Đó. Đó là cái trường hợp mà nó sanh lên mình hai lần. Rồi bây giờ mình qua cái trường hợp mà động lực sanh lên một lần. Đấy, động lực mà sanh lên một lần á, thì như mình biết là những tâm đạo, đúng không ạ? Cái đó là cái điểm quan trọng, điểm rõ ràng nhất là những tâm đạo. Tâm đạo chỉ sanh lên có một lần ở trong những lộ đắc đạo mà thôi. Bốn tâm đạo. Đấy. Rồi cái điểm thứ hai nữa là cũng liên quan tới cái lộ chập tiền diệt. Thì như mình biết sau khi mà hai cái sắc na phi tưởng, phi tưởng nó sanh lên hai lần đó, sắc na nó sanh lên hai lần thì vì đó không còn tâm nữa, đúng không ạ? Thì trong cái thời gian đó, sau cái thời gian, một khoảng thời gian không có tâm đó, thì khi mà vị đó có tâm xuất hiện trở lại đó thì cái tâm đó nó sẽ là hoặc là tâm tam quả hoặc là tâm tứ quả, và nó chỉ sanh lên có một lần duy nhất mà thôi. Thì lúc đó cái động lực nó cũng sanh có một lần, okay. Rồi cho nên nó sẽ là bốn tâm đạo. Và trong cái trường hợp đó nó sẽ là okay. Thì đó là cái trường hợp mà động lực sanh lên chỉ có một lần. Và dĩ nhiên có cái trường hợp là động lực sẽ sanh lên vô số lần, rất là nhiều. Thì trong cái trường hợp này biết là khi mà vị đó nhập thiền, đúng không ạ? Khi mà những cái lộ nhập thiền, nhưng biết những cái lộ nhập thiền thì những cái động lực đó nó sẽ sanh lên rất là nhiều, bởi vì như mình thấy là trong cái bốn tay của mình nó có hàng tỷ cái sắc na. Thì như mà vị đó mà nếu nhập vào mấy ngày, một ngày, hai ngày, sẽ có vô số những cái tâm thiền nó sanh lên, mà nó cùng là một động lực mà nó sanh lên rất là nhiều. Thì động lực sanh lên vô số lần là trong độ nhập thiền kỹ hoặc là nhập thiền thiền quả. Thì đó là trường hợp như vậy. Rồi bây giờ mình qua cái phần tiếp theo, thôi một chút xíu là phần tiếp theo là bây giờ mình sẽ phân tích là tâm nào có thể sanh lên cho chúng sanh nào. Rồi. Rồi, cái thứ nhất đó, như hồi trước cũng nhắc đó là có 12 hạng người, mọi người cũng nhớ là 12 hạng người, tức là 4 phàm và 8 thánh đó, đúng không ạ? 4 phàm tức là người khổ, và thứ hai là người lạc vô nhân, rồi người nhị nhân, người phàm tam nhân. Đó là 4 hạng phàm nhân. Rồi 8 bậc thánh tức là 4 người đạo. 4 người đạo chẳng qua là nói trong cái giai đoạn mà cái thời điểm mà tâm đạo sanh lên đó, cái tâm đạo sanh lên được gọi là người đạo, cho nên tâm sơ đạo sanh lên thì lúc đó người đó được gọi là người sơ đạo. Tâm nhị đạo sanh lên thì lúc đó người đó được gọi là người nhị đạo. Tương tự như vậy mình có 4 cái tâm đạo đó là cho nên 4 người đạo. Và sau đó tức là sau khi mà tâm từ lúc cái tâm sơ quả sanh lên, cái sơ quả đầu tiên sanh lên trong cái lộ đắc đạo đó, đắc sơ đạo đó, cho đến khi mà cái tâm nhị đạo sanh lên,
cho đến khi cái tâm nhị đạo sanh lên, thì trước cái tâm nhị đạo đó, thì trong cái khoảng thời gian đó, người đó được gọi là người sơ quả. Nhắc lại, cái người sơ quả sẽ là cái người mà ngay cái lúc mà tâm sơ quả đầu tiên sanh lên sau tâm sơ đạo, cho đến cái tâm mà gọi là, mình có thể gọi là tới cái tâm vũ tịnh ở trong cái lộ, là cái lộ đắc nhị đạo đó, trong suốt khoảng thời gian đó, cái người đó được gọi là người sơ quả. Thì cũng tương tự như vậy, mình có người nhị quả, người tam quả và người tứ quả, thì mình có tất cả là 12 hạng người như vậy. Thì bây giờ mình sẽ phân tích là những tâm nào có thể sanh lên cho người nào. Thì ok, bây giờ mình qua cái người thứ nhất. Người thứ nhất là người vô nhân ác thú. Người vô nhân ác thú tức là người vô nhân đó, mà sanh ở trong những ác thú. Đây là sanh trong bốn cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ngạ quỷ và Atula. Thế như mình biết, những người này á, là người ta không phải là A-la-hán, cho nên người ta sẽ không có những động lực duy tác và những lực động lực kiên cố. Tức là những cái tâm duy tác là không sanh lên những người này, bởi vì những tâm duy tác chỉ sanh lên những vị A-la-hán mà thôi. Còn bởi vì những người này là những người vô nhân, cho nên người ta không thể đắc thiền, đắc đạo, đắc quả được. Cho nên những cái động lực kiên cố đó, tức là những động lực thiền, những động lực đạo và những động lực quả sẽ không sanh lên cho những người này được. Cũng như vậy, một điểm nữa là những cái tâm quả hữu nhân cũng không sanh lên cho những người này. Những cái tâm quả hữu nhân là những cái tâm nào? Những tâm quả hữu nhân là 8 cái tâm đại quả người này cũng không có. Và những cái tâm quả mà thuộc về sắc giới và tâm quả vô sắc giới cũng không sanh lên cho những người này. Cho nên nói tóm lại á, là cái người vô nhân ác thú này chỉ trải nghiệm có 37 tâm mà thôi. Mình biết trong trường hợp mình học là có 89 tâm đó, thì những người vô nhân ác thú là ở trong cõi địa ngục súc sanh, ngạ quỷ và Atula này, người ta chỉ trải nghiệm có 37 tâm. 37 tâm đó là những tâm nào? Đó là 12 bất thiện, 17 vô nhân. 17 vô nhân mọi người còn nhớ đó, có tất cả là 18 vô nhân lận. Nhưng mà mình trừ đi cái tâm tiếu sinh ra, vì cái tâm tiếu sinh chỉ dành cho vị A-la-hán mà thôi. Thì cái người này chỉ còn trải nghiệm 17 cái tâm vô nhân và 8 cái tâm đại thiện. 8 cái tâm đại thiện vẫn có thể sanh lên những người này, bởi vì mình biết những cái người này người ta vẫn có thể hành thiện được nha, chứ không phải là không. Thì đó là đối với người vô nhân ác thú thì chỉ có 37 tâm này là có thể sanh lên trong người vô nhân ác thú mà thôi. 12 bất thiện, 17 vô nhân tức là loại từ cái tiếu sinh ra và 8 tâm đại thiện. Dạ, ok. Thôi bữa nay mình tạm dừng ở đây đi ạ. Có gì tuần sau mình sẽ tiếp tục ạ. Sa thu. Cảm ơn thầy ạ. Dạ, chúc mọi người được ăn vui ạ. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy.